Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 27 tháng 7 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay lộc miền Nam trên kênh nó về được cái lộc đó là cái con 82 ở trên cái đài Bạc Liêu. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình sẽ dự đoán miền Nam ngày mai trên đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Mời anh chị em tham khảo, ở Đồng Nai mình dự đoán cái cặp 2992, còn ở Cần Thơ mình dự đoán cái cặp 4774, còn ở Sóc Trăng mình dự đoán cái cặp 78-87. Anh chị em hãy tham khảo trong ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn và tài lộc trong ngày mai.